Chào tất cả anh em nha. Mình lên một cây cà chê oval sơn mài đen mài vàng, tình trạng là hàng ngoài đã qua sử dụng nha, còn tầm khoảng chừng 95% có hộp nha. Mặt men thì có sức tơ nha, nhưng mà không có cứng móp gì hết, không có lồi lõm gì hết, còn khá là đẹp. Không có bị cứng móp gì hết nha. Đích còn rất là đẹp, sáng đẹp. Nắp này mình mở lên mình bơm ga, bên đây mình thay đá với chỉnh ga lớn nhỏ ở đây nha. Thay đá vặn hẳn ra hết luôn, là mình thay đá, còn siết vào lúc mà siết cứng vào là nó lửa nó nhỏ, nới lỏng ra là lửa lớn. Nhưng mà cái này chỉnh này thì chỉ biên độ nó ít thôi, không có được nhiều đâu. Dàn đầu còn sáng đẹp nha, không có bị trầy xước gì nhiều. Bánh xe còn rất là bén nha, bật phát ra đây liền. Mình chỉnh nhỏ, mình chiếc làm vô xíu là nó nhỏ nè. Đó. Nhưng cái biên độ chỉnh lớn nhỏ nó không được nhiều đâu. Nó tương đối thôi. Còn muốn chỉnh nữa thì mình phải mở bình ra, mình chỉnh trên bình, trên cái đầu bình. Hình ảnh chi tiết và giá bán mình để trong phần mô tả nha. Anh em mua hàng vui lòng bấm vào đó xem cái này. Là mình kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em.